Suzuki GSX S1000 đã chính thức được giới thiệu tới khách hàng Việt với mức giá bán chính hãng là 415 triệu đồng. Chiếc phân khối lớn sẽ được phân phối tại thị trường Việt Nam với hai màu chủ đạo là xanh dương và đỏ đen. GSX S1000 là mẫu neckbuy được phát triển từ dòng GSX huyền thoại của Suzuki và là đối thủ trực tiếp của Honda CB1000R, Kawasaki Z1000 hay BMW S1000R tại thị trường Việt Nam. Suzuki GSX S1000 sở hữu dáng vẻ hầm hố với những đường nét thân hình cơ bắp. Cụm đèn pha halogen phía trước có kích thước tương đối lớn. Hai đèn LED chiếu sáng ban ngày lấy cảm hứng từ cặp răng nanh của con mãnh thú, tạo cho xe một cái nhìn khỏe khoắn. Cụm đèn hậu 9 bóng LED được thiết kế khá đơn giản. Xe có kích thước dài rộng cao lần lượt là 2115mm, 795mm và 1080mm, chiều dài cơ sở 1460mm. Tuy là một mẫu xe tương đối hầm hố, nhưng những khách hàng chỉ cần có chiều cao trên 1m60 đều có thể điều khiển dễ dàng con mãnh thú này do chiều cao yên khá vừa phải, chỉ 815mm. Bảng đồng hồ trung tâm của Suzuki GSX S1000 sử dụng màn hình LCD đơn sắc, các thông số hiển thị rõ ràng và trực quan. Bánh sau của xe được trang bị bộ vành thể thao 17 inch kèm bộ lốp có kích thước 190/50. Bình xăng 15,14 lít, nhô cao so với thân xe. So với những cỗ máy 1.000 phân khối thì dung tích này không quá lớn, bù lại nó khiến người ngồi được thoải mái hơn. Trái tim của mãnh thú Suzuki GSX S1000 2015 là khối động cơ 999 phân khối, 4 xi lanh thẳng hàng DOHC, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 143,5 mã lực tại vòng tua máy 10.000 vòng 1 phút, mô men xoắn cực đại 106 Nm tại 9.500 vòng 1 phút, đi kèm hộp số 6 cấp tự động. Với sức mạnh này, GSX S1000 mạnh hơn đối thủ trực tiếp là Kawasaki Z1000 1,5 mã lực, nhưng mô men xoắn lại nhỏ hơn 5 Nm. Suzuki GSX S1000 được trang bị công nghệ phanh ABS, kiểm soát lực kéo 3 cấp độ, hệ thống điều khiển động cơ ECM. Xe dùng bộ cùng phanh Brembo với đĩa đôi kích thước 310mm, 4 piston. Giá bán chính thức được công bố của Suzuki GSX S1000 là 415 triệu đồng, đã bao gồm VAT. Những chiếc xe đầu tiên sẽ đến tay người tiêu dùng Việt vào cuối tháng 2 năm nay.